Tên tôi là Daniel ở Burke, Virginia. Tôi đang cố gắng nuôi bản thân và con gái của mình. Daniel Arden sống ở quận Fairfax, Virginia, một vùng ngoại ô giàu có của thủ đô Washington. Đây là nơi sinh sống của hơn 1 triệu người và chiếm khoảng 1/4 số ca nhiễm COVID-19 của bang. Tháng trước, Arden kiếm được nhiều tiền khi làm nhân viên pha chế tại nhà hàng sang trọng ở Fairfax này. Nó ngừng hoạt động khi Virginia ra lệnh đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu hồi tháng 3. Từ chỗ kiếm đủ tiền tiêu xài cho bản thân và chu cấp cho con gái của mình, tuy không nhiều, nhưng cũng không ít, bạn biết đấy. Chỉ trong vòng 1 tuần, tôi trở thành thất nghiệp. Con gái 4 tuổi của Arden sống với mẹ của cháu. Mỗi lần gặp con, anh thích mang kẹo và đồ chơi cho con. Giờ không còn nữa. Thật là xấu hổ. Và kể từ đó, bạn biết đấy, tôi chỉ cố gắng sống cho qua ngày đoạn tháng mà thôi. Bạn của anh giúp anh có công việc tại cửa hàng thuốc lá điện tử. Bên kia đường, có một chiếc xe hàng ngày đến phân phát thức ăn cho những người vô gia cư và thiếu thốn vì đại dịch. Arden cảm nhận được nỗi đau của họ khi anh nhận được tiền lương đầu tiên của mình, bằng khoảng 1/4 những gì anh kiếm được tại nhà hàng trước đây. Tôi đã mong đợi một số tiền nhất định để trang trải ít nhất là tiền thuê nhà của mình. Khi tôi nhận được tấm séc, tôi quên mất còn có thuế nữa, và điều đó khiến tôi thiếu 400 hoặc 500 đô la tiền thuê nhà. Vậy nên anh kiếm thêm những công việc lặt vặt trong khu phố và đi chợ với một danh sách mua các mặt hàng thường thường, không phải nhãn hiệu đắt tiền. Anh hoãn việc sửa chiếc xe của mình. Anh vẫn đang chờ tiền trợ giúp của chính phủ và tiền hoàn thuế, trong khi tình trạng tài chính của anh ngày càng khó khăn. Mặc dù có thể nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng không may đó là một sự thật đáng buồn. Trước đây khi làm việc ở nhà hàng, tôi không thực sự phải lo lắng về điều đó. Bạn biết đấy, tôi không giàu, nhưng tôi không phải lo về việc có thể thanh toán hóa đơn đúng hạn, hoặc bạn biết đấy, lên lịch trình trước 1 tháng và những thứ đại loại như vậy. Và tôi không bao giờ phải lo lắng về việc phải mua thực phẩm giá rẻ. Tôi cứ mua những gì tôi muốn mà thôi. Con gái Arden của anh sắp tròn 5 tuổi. Anh đang tìm cách tốt nhất để một người cha có thể tổ chức sinh nhật cho con mình trong thời COVID.